thôn Nam Sơn, huyện Hòa Vang. Từng nhóm người quần thảo khắp nơi, từ những bãi đất đến thửa ruộng, hay thậm chí là đến cả bụi tre cũng đã được rao bán. Và giá đất của những bụi tre, thửa ruộng này lại bất ngờ lên đến vài tỷ đồng. Hơi mười mấy mà anh phân biểu năm mấy còn khác nhau với thằng năm mấy người đường ra tỷ ba tỷ tư rồi. Ok, anh tin trong mỗi 1 tỷ 20 anh tỷ có 100 mét vuông mà 1 tỷ 250 kìa. Trước tiền đoan trồng tiền anh đợi cua cả trồng tiền này. Châu rồi, đỉnh lắm mà. Đỉnh như hậu gì mà. Ở trong bụi tre không có đường tốn 900 tỷ đồng, dễ sợ đó. Theo người dân địa phương, trong vài tháng gần đây, từ thông tin đồn thổi thôn Nam Sơn sẽ triển khai dự án, nên rất nhiều cò đất thường xuyên đổ về đây. Giao dịch mua bán đất đai diễn ra liên tục. Cũng theo họ, có tình trạng lợi dụng đêm tối, những cò đất lén đóng cọc lên khu vực ruộng của dân, khiến tình trạng xô xát đã từng xảy ra, gây bất an cho nhân dân. Trong là hán lậu, bắt kể bắt cứ lúc môn, bằng đêm cũng lậu. Cái bức xúc nhất của người dân ở đây á, là đất họ đang sản xuất mà tới là cũng đắng nạp, cũng cắt luôn. Theo người dân địa phương thì chỉ trong vòng vài tháng qua, từ những cái khu đất, từ cả sào đất nông nghiệp với 100 đến 150 triệu một sào thì bây giờ đã lên tới con giá là 700 đến 800 triệu sào đất. Thì đang vấn đề là đang có một câu hỏi đặt ra tại đây là vùng thôn quê này chứ có bất cứ một cái dự án nào sẽ triển khai tại đây. Vì vậy vì sao lại có tình trạng giá đất tăng đột biến một cách chóng mặt như hiện nay? Theo tìm hiểu của phóng viên, tình trạng cò đất đẩy giá bất thường này tại khu vực thôn quê của xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang không chỉ đơn lẻ, mà hiện cả địa bàn huyện Hòa Vang đều trong tình trạng tương tự. Nhiều tin đồn về dự án quy hoạch mới, dự án mở rộng đường được cò đất tung ra và lợi dụng để tăng giá đất. Việc tăng giá thiếu kiểm soát này cũng đặt ra câu hỏi về vai trò quản lý của chính quyền địa phương trong thời gian qua.